Rồi do đâu mà một người khi thấy con được gì thì họ ganh tị? Có phải hoàn toàn do tâm ganh tị của họ hay là do kiếp xưa con đã từng tạo nghiệp gì để người khác nhìn vào là thấy ganh tị với con? Ví dụ như kiếp trước sát sanh, kiếp này người khác thấy mình họ không có cảm tình. Cái chuyện mà ganh tị á, nếu mà mình xét theo cái dạng mà rốt ráo thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có đề cập tới một cái vấn đề. Đó là gì? Đó là khi mà mình không có thực hành giáo pháp nha, nó dẫn đến cái chuyện là mình còn thấy là mình quan trọng, tức là ngã mạn đó. Mình còn thấy mình là một cái gì đó, thì khi đó người khác được cái gì hay không được cái gì, người khác hơn mình hay thua mình, nó đều là vấn đề đối với mình. Người khác thua mình ấy thì mình thấy mình ngon, thấy mình giỏi. Còn người khác hơn mình ấy thì mình ganh tị. Cái vấn đề mấu chốt là mình thấy mình là một cái gì đó quan trọng. Đó là lời dạy của Ngài Xá Lợi Phất. Và để giải quyết vấn đề đó thì mình phải lo mà thực hành nhiều hơn. Ngài Xá Lợi Phất này chỉ nói đơn giản thôi. Thì người đó nên đi mà hành đạo. Nên đi mà hành đạo tức là nên bắt đầu thực hành đi là vừa nha. Mình còn thấy, mình còn phân biệt giữa mình với người đó, thì lo thực hành giáo pháp đi nha. Chứ còn bây giờ mình tiếp tục mình nói nó cũng vậy thôi.